Thưa quý vị, cuộc giao tranh tại thành phố Bakhmut ở phía đông Ukraine đã đi đến hồi kết. Sau 10 tháng pháo kích dữ dội cùng những cuộc tiến công, cả quân đội Nga và Ukraine đều đối mặt với thương vong đáng kể. Các đơn vị của Moscow hiện đã kiểm soát trung tâm công nghiệp này, trong khi lực lượng của Kiev cố gắng gây sức ép ở các sườn thành phố. Có thể nói, Bakhmut là chương cuối của một giai đoạn xung đột, nhưng đồng thời cũng mở ra một giai đoạn mới với nhiều điều khó lường và những tính toán thận trọng của các bên. Vậy, tiếp theo, Nga và Ukraine sẽ làm gì sau khi phân thắng bại ở Bakhmut? Mời quý vị cùng theo dõi! Hiện vẫn chưa rõ Nga sẽ làm gì tiếp theo. Moscow từng tuyên bố mục tiêu của nước này là kiểm soát toàn bộ khu vực Donbass ở phía đông Ukraine. Nga được cho là có kế hoạch sử dụng Bakhmut làm bàn đạp để thực hiện các cuộc tiến công xa hơn về phía Tây nhằm vào các thành phố như Kramatorsk và Sloviansk. Giới quan sát đánh giá, nhìn chung, Nga sẽ tập trung vào các cuộc tấn công quy mô nhỏ tại các thị trấn rải rác ở phía đông, đồng thời tăng cường các tuyến phòng thủ, trong khi Ukraine huấn luyện các đội hình mới được trang bị vũ khí phương Tây để tiến hành cuộc tấn công được dự đoán từ lâu tại đâu đó trên tiền tuyến trải dài gần 1.000 km. Rob Lee, nhà phân tích quân sự tại Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại nhận định về bước tiếp theo của quân đội Nga. Chúng ta có thể sẽ chứng kiến các cuộc tấn công chiến thuật ở quy mô địa phương nhiều hơn. Nga chủ yếu sẽ tập trung vào phòng thủ và chuẩn bị cho cuộc phản công của Ukraine. Nga đã dành nhiều tháng mùa đông và mùa xuân để đào hào cũng như chuẩn bị cho cuộc phản công của Ukraine. Mặc dù một số đơn vị vẫn tấn công vào vài khu vực như Krimina ở phía bắc Bakhmut hay Avdiivka ở phía nam. Theo hình ảnh vệ tinh tại phía nam, nơi mà các nhà phân tích quân sự dự đoán là trọng tâm trong chiến dịch phản công của Ukraine, Nga đã xây dựng một mạng lưới chiến hào phức tạp và bố trí các bãi mìn để cản bước quân đội Ukraine. Ở phía Tây, Ukraine hiện đang kiểm soát thành phố cảng Kherson sau khi tuyên bố giành lại vào tháng 11 năm ngoái. Tuy nhiên, với việc sông Dnipro đóng vai trò như một ranh giới tự nhiên, các đơn vị pháo binh Nga có thể nã pháo vào thành phố này từ phía đông với hầu như rất ít rủi ro bị lực lượng mặt đất của Ukraine tràn sang do những khó khăn khi vượt sông. Cuộc giao tranh giành Bakhmut đã gây ra những tổn thất đáng kể cho Nga và Ukraine, cũng như sẽ chi phối đến những diễn biến tiếp theo. Theo ông Michael Kaufman, giám đốc nghiên cứu về Nga tại CNA, một viện nghiên cứu tại Arlington, Virginia, cuộc giao tranh giành Bakhmut ít quan trọng về lãnh thổ, mà thay vào đó có tác động nhiều hơn đến cả hai lực lượng, cũng như điều nó tiết lộ về họ. Trong những ngày gần đây, Ukraine cho biết đã đạt được một số bước tiến nhỏ ở phía Bắc và phía Nam Bakhmut, đặt các lực lượng của họ ở vị trí tốt hơn nhằm ngăn cản quân đội Nga tiến công xa hơn. Người đứng đầu công ty quân sự tư nhân Wagner, Yevgeny Prigozhin, đã cam kết sẽ rút khỏi thành phố và chuyển giao nhiệm vụ phòng thủ thành phố sang cho quân đội Nga. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng hiện chưa rõ việc lực lượng Wagner rời Bakhmut tác động thế nào đến khả năng gây sức ép của Ukraine trong và ngoài Bakhmut. Ông Lee cho hay, Wagner không thực sự được tổ chức cho các chiến dịch phòng thủ. Các nhà phân tích quân sự, cơ quan tình báo phương Tây và các quan chức Ukraine đã nhiều lần đặt câu hỏi về tầm quan trọng việc giành Bakhmut trong nhiều tháng qua. Họ cho rằng Moscow lẽ ra có thể đầu tư nguồn lực sang những mặt trận khác thay vì dồn quân và đạn dược giành một vài km lãnh thổ. Trong khi đó, Kiev lẽ ra có thể rút quân sớm hơn để bảo toàn lực lượng và chuẩn bị cho các cuộc tấn công trong tương lai. Hiện nay, Moscow sẽ phải quyết định liệu họ có tiến công về phía tây Bakhmut hay không. Tại thị trấn Chasivya, nằm cách đó một vài km, quân đội Ukraine có thể đưa quân tới khu đất cao ở giữa và tấn công các lực lượng Nga đang tiến công. Nhiều khả năng Nga sẽ tập trung vào việc bảo vệ Bakhmut cũng như các lối vào thành phố. Nick Reynolds, học giả nghiên cứu về chiến tranh mặt đất tại Viện các quân chủng thống nhất Hoàng gia Anh, RUSI nhận định, Bakhmut là một giao lộ nhỏ của các địa điểm khác nhau, nhưng thực tế nó chỉ là một thị trấn trong số nhiều thị trấn ở phía đông Ukraine. Một số nhà quan sát phương Tây và Ukraine cho rằng các lực lượng của Nga đã bị hao hụt và nếu lực lượng Wagner rút quân hoặc Moscow phải xoay vòng lực lượng nhiều hơn, Nga sẽ ở vị trí dễ tổn thương. Cuộc phản công của Ukraine đã được dự đoán trong nhiều tuần qua và không thể nói chính xác liệu Bakhmut có nằm trong kế hoạch của Kiev hay không. Nếu Nga phải tăng cường lực lượng ở Bakhmut, điều đó sẽ tạo ra một vài điểm dễ tổn thương trong hàng rào phòng thủ được củng cố vững chắc của nước này. Ukraine đã đặt cược rằng chiến thắng của Nga ở Bakhmut sẽ rất tốn kém và tình thế của Moscow có nguy cơ trở nên tồi tệ hơn. Trong khi Nga tăng cường chiến dịch càn quét đẩy lùi các binh lính Ukraine còn lại khỏi Bakhmut, thì một quan chức cấp cao của Kiev cho biết các chỉ huy của Ukraine đang tìm cách dịch chuyển trọng tâm từ trong thành phố ra khu vực ngoại ô.
chỉ huy bộ binh Ukraine Oleksandr Swisky thừa nhận vào cuối tuần trước rằng chỉ có một số lượng nhỏ binh lính Ukraine trong Bakhmut. Theo tướng Swisky, những binh lính này sẽ tiếp tục cố thủ tại các vị trí của mình để sẵn sàng cơ hội tiến vào thành phố trong trường hợp hoàn cảnh thay đổi. Những bình luận trên đã cho thấy sự dịch chuyển trong kế hoạch chiến đấu của Ukraine sau khi Nga đạt được thắng lợi lớn đầu tiên từ mùa hè năm ngoái. Trong nhiều tháng qua, thậm chí cả khi chỉ kiểm soát được một vài tòa nhà ở phía Tây, Ukraine vẫn tập trung vào các cuộc giao tranh ác liệt nhằm ngăn Nga kiểm soát thành phố. Các quan chức Ukraine dường như thừa nhận rằng trọng tâm của họ thay đổi từ bảo vệ Bakhmut sang gây khó cho nỗ lực kiểm soát Bakhmut của Nga. Nga đã tuyên bố chiến thắng ở Bakhmut, cuộc giao tranh dài nhất và đẫm máu nhất trong cuộc xung đột ở Ukraine cho đến nay. Dù vậy, Kiev khẳng định việc mất đi Bakhmut sẽ không chấm dứt nỗ lực đẩy lùi quân đội Nga khỏi lãnh thổ của nước này. Bakhmut có thể là chương cuối của một giai đoạn xung đột, nhưng cũng đồng thời mở ra một giai đoạn mới với nhiều điều khó lường và những tính toán thận trọng của các bên. Thưa quý vị, Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết, trong khuôn khổ thỏa thuận trao đổi tù nhân, người Nga đã thả 8 sĩ quan và 98 binh sĩ, trung sĩ Ukraine từng chiến đấu ở Bakhmut và bị lực lượng của Moscow bắt giữ. Theo Kiev Post, người đứng đầu văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Andriy Zemak tuyên bố hôm thứ Năm ngày 25 tháng 5, Ukraine đã đảm bảo việc trả tự do cho 106 tù binh chiến tranh bị bắt ở khu vực Bakhmut trong một cuộc trao đổi tù nhân với Nga. Ông Zemak lưu ý rằng 8 sĩ quan và 98 binh sĩ lẫn trung sĩ Ukraine đã trở về nhà. Họ đã chiến đấu vì Bakhmut và lập được chiến công là ngăn chặn quân đội Nga tiến sâu hơn vào phía đông của chúng tôi. Mỗi người trong số họ là một anh hùng của đất nước chúng tôi. Theo người đứng đầu văn phòng Tổng thống Ukraine, trong số những người trở về sau khi bị giam cầm, nhiều người trước đó đã được liệt vào danh sách mất tích, gây ra sự đau buồn cho thân nhân của những người lính. Người đứng đầu văn phòng Tổng thống Ukraine đảm bảo rằng chính quyền Ukraine sẽ tiếp tục làm việc để hồi hương tất cả các tù nhân chiến tranh càng sớm càng tốt. Ông Zemak nhấn mạnh, tất cả quân dân của chúng tôi sẽ về nhà, chúng tôi đang tiếp tục nghiên cứu vấn đề này và mỗi cuộc trao đổi đưa chúng tôi tiến gần hơn một bước tới mục tiêu này. Ông nói thêm rằng trụ sở điều phối đối xử với tù nhân chiến tranh đang lĩnh nhiệm vụ do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đặt ra là đưa tất cả tù nhân về nhà càng sớm càng tốt. Trong một diễn biến khác diễn ra cùng ngày, theo hãng tin Interfax, lực lượng phòng vệ Ukraine đã bắn hạ một cặp máy bay Su-25 của Nga ở hướng Zaporizhia, một chiếc bị phá hủy hoàn toàn, chiếc thứ hai bị hư hỏng nặng. Thông báo đăng trên Facebook của lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine hôm 25 tháng 5 cho biết, vào ngày 25 tháng 5, lực lượng Nga đã cố gắng tấn công các vị trí của lực lượng phòng thủ Ukraine bằng cách sử dụng một cặp Su-25 bắn phá từ trên không. Vào thời điểm đó, các vệ binh quốc gia Zaporizhia Avenger đang làm nhiệm vụ chiến đấu. Các chiến binh Ukraine đã xác định rõ ràng máy bay đối phương và sử dụng các hệ thống Manpass để tấn công chính xác mục tiêu. Theo tuyên bố này, một phi công Nga đã thoát khỏi máy bay, nhảy dù vào lãnh thổ do Nga kiểm soát. Thưa quý vị, trong đoạn video công bố hôm 25 tháng 5, người đứng đầu tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, ông Yevgeny Prigozhin cho biết, lực lượng này đã bắt đầu rút khỏi chiến trường Bakhmut ở tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine. Ông cho hay, Nga sẽ đưa quân chính quy vào để thay thế. Theo kế hoạch, quá trình rút quân của Wagner sẽ kéo dài đến mùng 1 tháng 6. Sau đó họ sẽ bàn giao lại quyền kiểm soát các khu vực ở đây cho Bộ Quốc phòng Nga. Các đơn vị của Wagner sẽ được nghỉ ngơi và tập hợp lại sau nhiều tháng giao tranh căng thẳng. Ông Prigozhin nói, kể từ ngày 1 tháng 6, không một chiến binh nào của Wagner sẽ ra trận cho đến khi chúng tôi trải qua quá trình tổ chức và trang bị lại cũng như huấn luyện bổ sung. Tuyên bố được đưa ra không lâu sau khi ông Prigozhin bất ngờ tiết lộ Wagner đã mất hơn 20.000 tay súng trong trận chiến ở Bakhmut. Trong đó một nửa là tù nhân Nga được tuyển mộ cho chiến dịch quân sự tại Ukraine. Cũng theo ông Prigozhin, khoảng 20% lực lượng của Wagner đã bị thương và cần ít nhất 3 tháng để hồi phục. Mặt khác, ông nhấn mạnh, quân đội Ukraine phải chịu tổn thất lớn hơn nhiều. Chúng tôi đã loại khỏi vòng chiến đấu khoảng 50.000 binh sĩ của Ukraine ở Bakhmut. Hãng tin RT dẫn lời ông chủ Wagner nói, đồng thời cho biết khoảng 50.000 đến 70.000 binh sĩ khác của Kiev bị thương. Wagner là lực lượng then chốt trong chiến dịch của Nga nhằm kiểm soát thành phố chiến lược Bakhmut của Ukraine. Cuối tuần trước, ông Prigozhin tuyên bố Wagner đã kiểm soát hoàn toàn Bakhmut và các đơn vị của họ sẽ tiếp tục tăng cường phòng thủ cho thành phố đến khi rút quân hoàn toàn. Tuy nhiên, Ukraine khẳng định lực lượng của họ vẫn bám trụ ở rìa Bakhmut nhằm bao vây thành phố này.
tướng Oleksandr Syrsky, tư lệnh lục quân Ukraine khẳng định lực lượng của Ukraine tiếp tục tiến công và tiến gần hơn đến bao vây chiến thuật quanh Bakhmut. Giới chức Ukraine nhận định Bakhmut vẫn là trọng tâm chiến dịch quân sự của Nga. Hôm 19 tháng 5, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malia nói rằng Nga đã đưa thêm hàng nghìn viện binh đến Bakhmut, bao gồm các đơn vị lính dù, súng trường cơ giới và lực lượng đặc nhiệm. Dara Masikot, chuyên gia nghiên cứu cấp cao tại Rand Corporation, đánh giá câu chuyện ở Bakhmut vẫn chưa kết thúc, hiện có rất nhiều lực lượng Ukraine vẫn ở khu vực ngoại ô. Theo bà Masikot, khoảng 2-3 tuần tới sẽ là thời điểm rất quan trọng đối với Nga trong việc kiểm soát Bakhmut, trong bối cảnh Moscow cần phân bổ lực lượng để phòng thủ trước kế hoạch phản công quy mô lớn của Kiev. Đáng nói là Nga chưa thể biết chắc chắn Ukraine sẽ phản công ở đâu, điều này khiến họ phải dàn trải lực lượng. Chuyên gia Masikot nhấn mạnh, do đó Nga sẽ cần cân bằng giữa việc di chuyển nhân lực và thiết bị bổ sung vào các vị trí quanh Bakhmut và đảm bảo khả năng củng cố các khu vực khác của mặt trận nếu cuộc phản công của Ukraine bắt đầu ở một nơi khác.